quỷ gì, tàn khốc tu tiên từ lão lục phía sau màn quỷ đạo tiên lộ vô đạo tiên lộ thần bí, tiên lộ, lão câu cá đồng bộ đổi mới, tu tiên các ngươi phải trả giá thật nhiều. Đại gia ta trực tiếp ưu hóa công pháp, không trả giá tu tiên. Ta không thành tiên thì ai thành tiên? Còn có ai? Còn có ai? Lý Thanh liếc mắt nhìn trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Vương triều đại đường, tận thế sắp tới. Vô tận quái dị hàng lâm. Nhất lên vô biên vết chóc. Nhân gian hồng trần, đạo, Phật, nho, yêu, ma, quỷ, chư tử bách gia tung hoành. Tiên đạo ở nhân gian, vì thế mà đến Lý Thanh nhìn thấy lại là tiên lộ phía dưới hàng tỷ bạch cốt cùng tuyệt vọng. Bọn họ là tiên, là ma, là Phật, là nho, là quỷ, là yêu, là chư tử bách gia. Lý Thanh nghẹn họng nhìn trân trối pho tượng trước mắt mơ hồ hiện lên một tồn tại quái dị khủng bố vô hạn. Đây rốt cuộc là tu tiên, hay là tu thành quái dị? Lý Thanh lạnh lẽo trong lòng nhìn đầy trời kinh khủng quái dị. Chương một Khắc hệ tu tiên, hắn phá giới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Triều Đại Đường, huyện Thanh Thạch, quận Hoàng Long, Bắc Châu. Hoa Nguyệt Thư Phòng, Lý Thanh đang cẩn thận sửa sang lại mỗi một quyển sách trong thư phòng cầm trong tay một cây chổi lông gà, không ngừng quét qua giá sách, quét sạch bụi bặm trên giá sách. Lý Thanh, địa cầu nhân thị, xuyên qua đến này đại đường Vương Triều đã qua 10 năm. Hiện giờ hắn đã là một thiếu niên 15 tuổi, diện mạo bình thường, thân cao 6 thước, ánh mắt cũng hơi linh động. Từ khi bị Hoa Nguyệt Tiên sinh nhặt được trong mưa gió vẫn ở chỗ này. Từ ban đầu mờ mịt luống cuốn, đến bây giờ tập mãi thành thói quen, Lý Thanh đã là một người đại đường bình thường bởi vì tuổi nhỏ mà không có bất kỳ năng lực sinh tồn nào hắn chỉ có thể đợi ở trong hoa nguyệt thư phòng sinh hoạt khi hắn lần đầu tiên tiếp xúc với sách vở thời điểm hắn phát hiện nghi ngờ ngón tay vàng đồ vật trong đầu hắn có một khối ngọc bản tất cả xem qua sờ qua sách vở tri thức đều sẽ hiện lên trên ngọc bản những tri thức này sẽ bị ngọc bản thay đổi tinh luyện tinh hoa loại bỏ cặn bã biến thành sách hoàn toàn mới ban đầu hắn rất kinh hỉ nhưng thời gian lâu hắn rất bất đắc dĩ phát hiện tuy rằng tri thức bị sửa đổi nhưng hiểu được tri thức không có nghĩa là có thể dùng đến tỷ như hắn xem qua một quyển trung dung bên trong giảng giải chính là đạo nho gia trải qua ngọc bản sửa chữa cũng chỉ là một quyển sách cổ đại cũng không thể đối với nhân sinh của hắn sinh ra trợ giúp thực chất chỉ là để cho hắn hiểu được càng nhiều đạo lý cùng địa cầu giáo sư tri thức so sánh những tri thức này càng nhiều chính là làm người làm việc chi đạo để cho hắn đạt được một ít dưỡng khí công phu. Sửa sang lại sách vở, Lý Thanh rất nhanh liền làm xong hôm nay quét dọn công tác. Hắn đi tới giá sách một góc, nơi này có không ít sách mới, là Hoa Nguyệt tiên sinh từ nơi khác thương nhân nơi đó mua được. Lý Thanh theo thường lệ đem chúng nó mở ra, đem từng quyển sách phân loại đặt ở trên giá sách. Khi hắn tiếp xúc với những bộ sách này, tri thức bên trong sẽ vô thanh vô tức xuất hiện trên tấm nọc đang đặt sách vở hắn bỗng nhiên sắc mặt sửng sốt ngọc bản trong đầu xuất hiện biến hóa mới trong lòng khẽ rung lên chuyện gì xảy ra hắn vội vàng đem toàn bộ sách vở trong tay cất kỹ tiếp theo nhanh chóng đi tới trước cửa tiệm ngồi ở trên băng ghế nhỏ bên trái cửa tiệm ý niệm tập trung ở trên ngọc bản trong đầu mình lúc này trên tấm ngọc hiện lên một loại nội dung kỳ quái phiên bản cũ đi sang ác khuyết tật phương pháp tu luyện cần chính loại sinh linh tinh huyết viết huyết chú tại thân trải qua huyết chú luyện thể nổi khổ là có thể từ bất kỳ sinh vật bên trong lấy ra huyết đạo tinh khí lớn mạnh bổn nguyên hoàn thành trúc cơ thiên phú tiểu thuật lấy máu đụng vào bất kỳ vết thương nào đều sẽ dẫn đến vết thương liên tục chảy máu cái giá phải trả giữ giới mặn phá giới sẽ dần dần dị hóa trở thành quái dị phiên bản mới đi sang khuyết tật, phương pháp tu luyện. Đem tinh huyết bản thân, lấy cải tiến huyết chú viết lên người, khóa chặt tinh khí bản thân tiêu tán, tinh luyện tinh khí, hoàn thành trúc cơ. Thiên phú tiểu thuật Lấy máu, đụng vào bất kỳ vết thương nào, đều sẽ dẫn đến vết thương liên tục chảy máu. Giá cả Không Những văn tự này tản ra một mảnh huyết quan nhàn nhạt, cùng quá khứ tất cả sách vở đều bất đồng. Trúc cơ Tinh huyết, huyết chú tinh khí trong đầu lý thanh hiện lên vô số ý niệm cả người có chút kích động nơi này là thế giới tu tiên nơi này chẳng lẽ có đạo tu tiên lúc này trong đầu của hắn tất cả đều là mừng như điên nguyên bản hắn cho rằng muốn bình thường đến già không nghĩ tới ông trời cư nhiên cho hắn lớn như vậy một kinh hỷ ngay tại hắn lòng tràn đầy vui sướng thời điểm hắn bỗng nhiên chú ý tới bản cũ công pháp bên trong đại giới hạng nhất giữ giới mặn. Phá giới sẽ biến thành quái dị. Đây không phải là thế giới tu tiên sao? Như thế nào phá giới còn có thể biến thành quái dị? Trên mặt lộ ra một tia cổ quái, trong lòng dâng lên một tia quen thuộc cảm giác, rất giống hắn kiếp trước xem những kia khắc hệ tiểu thuyết tình tiết. Mẹ nó, nơi này không phải là thế giới tu tiên khắc hệ chứ. Lý Thanh trong lòng một mảnh lạnh qua qua, loại thế giới tu tiên này cũng quá kinh khủng một cái không tốt sẽ sang giá điên cuồng mất một cái không tốt liền biến thành quái vật ý niệm lại xoay chuyển có điều ngọc bản của ta tựa hồ có thể sửa chữa công pháp biến thành công pháp không cần trả giá ít nhất trước mắt không có việc gì trên mặt hiện lên cổ quái trong lòng hắn đã quyết định tu luyện môn công pháp sửa chữa này ta cũng không muốn tiếp tục cuộc sống mấy chục năm như một ngày này loại thế giới ăn thịt người này ta cũng không muốn làm bình dân cả đời trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định lý thanh hạ quyết tâm lý thanh một đạo thanh âm thoáng lạnh nhạt vang lên trong tai hắn lý thanh trong lòng nhảy dựng vội vàng đứng lên cao giọng nói tiên sinh ta ở chỗ này một đường chạy chậm tiến vào cửa hàng một thư sinh áo xanh chậm rãi đi ra người này mặc như mũ ngọc anh tuấn tiêu sái hàm dưới một tấc trâu đẹp là một người đọc sách đọc thơ Người này chính là Hoa Nguyệt Tiên Sinh, chủ nhân của Hoa Nguyệt Thư Phòng này, 10 năm trước đã nhặt Lý Thanh từ trong mưa gió về. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lý Thanh, ánh mắt lạnh lùng nói, đây là một điếu tiền, đi chợ mua gà mái về. Vâng, Tiên Sinh. Lý Thanh nhận tiền đặt ở túi áo mình, vội vàng đi ra khỏi Hoa Nguyệt Thư Phòng. Huyện Thanh Thạch là một huyện lớn với dân số 50.000 người. Chủ yếu lấy nông nghiệp và rừng núi khoáng sản ở biên giới phía bắc cách đó năm dặm làm nghề chính. Người ở đây coi như giàu có, chỉ cần 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 cù, mỗi người đều có thể kiếm được hai miếng cơm ăn. Đi tới chợ rau, thời gian vẫn là buổi sáng. Không ít nông hộ phụ cận, thợ săn, tiểu thương đã mang theo thu hoạch ngày hôm qua tới nơi này. Lý Thanh cẩn thận đi dạo vài vòng, chọn lựa một con gà mái già khỏe mạnh, chọn lựa một ít củ từ hầm gà liền tiêu hết tiền trong tay. Trong tiếng gà mái kêu ầm ĩ, đi về phía Hoa Nguyệt thư phòng. Tiến vào Hoa Nguyệt thư phòng, liếc mắt một cái liền thấy Hoa Nguyệt tiên sinh ngồi ở sau một cái bàn học. Hắn nhìn quyển sách trong tay, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, tựa hồ rất say mê. Lý Thanh mang theo gà mái hướng hậu đường đi đến, một đường thẳng đến phòng bếp. Sống ở đây 10 năm, thói quen của ông Hoa Nguyệt đã sớm tập mãi thành thói quen. Người này là một lão học giả ngoại trừ đọc sách cùng chăm sóc thư phòng chuyện gì cũng không có hứng thú tất cả việc nhà cơ bản đều do lý thanh hoàn thành đảo mắt đã đến chạng vạn tối lý thanh nấu xong canh gà múc một chén đi tới phòng hoa nguyệt tiên sinh bởi vì trong tay bưng canh hắn đi rất chậm dưới chân cơ hồ không có bất kỳ thanh âm nào đang muốn gõ cửa bên trong đột nhiên truyền đến một loại thanh âm cổ quái rắc rắc bẹp đây tựa hồ là thanh âm nhai nuốt nào đó trong lòng Lý Thanh không hiểu có chút hoảng hốt. Dài dòng. Tiếng mút quỷ dị lại vang lên, bản năng Lý Thanh sững gai ốc. Ánh mắt nhìn về phía gian phòng, trong khe cửa tối om om, căn bản không nhìn thấy Hoa Nguyệt tiên sinh đang làm gì. Cũng không đốt đèn, còn ở bên trong ăn cái gì. Cái này có chút quỷ dị đi. Nghĩ đến nội dung mình nhìn thấy trong luyện huyết quyết hôm nay, trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng. Thức ăn mặn. Phá giới quái gì? Nghĩ đến chính mình trong lúc vô ý thu được tri thức, rõ ràng là từ hoa nguyệt đạo nhân mang về trong sách mới ghi lại. Tại sao sách ở trong đống sách mới kia? Lý Thanh cảm giác được vô số mâu thuẫn. Chẳng lẽ Hoa Nguyệt tiên sinh đã tu luyện luyện huyết quyết? Hơn nữa. Hắn phá giới. Chương 2. Công pháp tu luyện, huyết chú luyện thể. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhìn canh gà trong tay mình, da đầu Lý Thanh tê dại. Ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, cả người không tự chủ được khẽ run rẩy. Đúng lúc này, đại môn bỗng nhiên mở ra, hoa nguyệt tiên sinh diện một hờ hững xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cổ mùi máu tanh nhàn nhạt quỷ dị, chui vào mũi Lý Thanh. Lý Thanh đầu đều muốn nổ tung, cả người bộ lông dựng lên, phản phất gặp phải nào đó cực lớn nguy hiểm. Đến rồi sao không gõ cửa? hoa nguyệt tiên sinh lạnh lùng nhìn hắn ánh mắt nhìn kỹ từ trên xuống dưới lý thanh cảm giác mình tự như bị rắn độc theo dõi làn da cả người đều nổi da gà cái khó ló cái khôn trên mặt lý thanh vội vàng nở nụ cười ta vừa mới tới còn chưa kịp gõ cửa tiên sinh đã mở cửa canh gà tôi nấu xong rồi hoa nguyệt tiên sinh quan sát hắn hậu viện trở nên yên tĩnh lý thanh trên mặt chất đầy nụ cười lấy lòng hoàn toàn nhìn không ra một tia dị thường. Cung kính đưa canh gà lên, "Tiên sinh, là tôi bưng vào cho ngài, hay là?" Khóe miệng Hoa Nguyệt Tiên sinh bỗng nhiên nở nụ cười, "Cho tôi là được." Nói xong, tiếp nhận bát trong tay Lý Thanh. Trong nháy mắt Lý Thanh bị nhận chén, trái tim không ngừng trầm xuống, lạnh như băng trầm xuống đáy cốc. Hoa Nguyệt Tiên sinh mỉm cười nhìn hắn, "Ngươi cũng vào phòng bếp múc một chén đi, chính là lúc thân thể dài phải ăn nhiều một chút." ăn tốt để phát triển tốt. Lý Thanh vội vàng điểm, bên cạnh cười, đa tạ tiên sinh ban thưởng. Vội vàng xoay người, hấp tấp đi vào phòng bếp, nhìn qua thập phần vui vẻ. Hoa Nguyệt tiên sinh sau khi Lý Thanh xoay người, một đôi mắt cùng khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh như băng, vẫn nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất. Bùng! Cửa lớn bị đóng lại, trong phòng lần nữa truyền đến quỷ dị tiếng nhai nuốt, còn có xì xì tiếng uống canh, cùng với tiếng cười trầm thấp lớn lên thật tốt, ha ha, lớn lên thật tốt, mùi vị mới ngon. Trong phòng bếp, Lý Thanh đứng ở bên cạnh nước, mượn hình ảnh ngược của chậu nước nhìn khuôn mặt của mình. Một gương mặt trắng bệch, một gương mặt bình thường, ném vào trong đám người cũng không ai chú ý. 15 tuổi, ở kiếp trước chỉ là một thiếu niên, ở chỗ này đã là một người trưởng thành. Gia đình bình thường, thậm chí đã xuống đồng làm việc. Toàn thân đều đang phát trun mồ hôi lạnh cuồn cuồn chảy xuống. Vừa rồi thật nguy hiểm, thiếu chút nữa tôi không nhìn được. Sách 10 năm nay không phải đọc không, công phu dưỡng khí của tôi thật thương mại lợi hại. Loại tình huống này ta cảm thấy cũng có thể mặc không đỏ không thở gấp ứng đối. Ta hẳn là đã giấu giếm được hắn rồi. Nhưng mà, nơi này không thể ở lại, ta nhất định phải đi, nếu không chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Hắn đã ý thức được vấn đề, mùi máu tanh quỷ dị cùng tiếng nhai nuốt, Hoa Nguyệt tiên sinh ở trong phòng hắn ăn thức ăn sống. Về phần là người hay là động vật, vậy thì không biết. Bất quá, ta có thể đi được sao? Ta cảm giác tên kia hẳn là đã theo dõi ta. Tinh huyết quyết, chỉ có môn công pháp cải tiến mới có thể cứu ta. Nghĩ đến đây, liền giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Lý Thanh nhanh chóng tập trung ý chí trên ngọc bài trong đầu, cẩn thận quan sát nội dung tinh huyết quyết. Đồng thời, Hắn cũng múc cho mình một chén canh gà, tưới lên một chén cơm, nhanh chóng ăn. Trong công pháp rõ ràng viết cắt đứt chính mình tinh khí xói mòn, đến tu luyện công pháp, cái này ý nghĩa ăn no rất trọng yếu. Mài giao không lầm người đốn củi. Một bên nghiên cứu một bên ăn, tốn nửa canh giờ đem gà mái toàn bộ ăn hết, còn ăn hai chén cơm. Bụng vô cùng căng thẳng, trong lòng Lý Thanh đã có đại khái manh mối. Bước quan trọng nhất của tinh huyết quyết này chia làm hai bước. Bước thứ nhất, sau khi cải tiến huyết chú, cần tâm huyết của mình ở trên người viết chú văn. Chú văn tổng cộng 3.000 chữ, có thể ở trên người già bất cứ địa phương nào viết, chỉ cần liên tục không ngừng là có thể. Huyết chú sau khi viết xong, cần đem chú văn từ đầu tới đuôi niệm một lần là có thể phát động chú văn này. Bước thứ hai, thừa nhận huyết chú luyện thể thống khổ, chỉ có vượt qua huyết chú đối thân thể cải tạo mới có thể chân chính bước vào tu luyện, sau đó không ngừng tích lũy tinh khí. Tinh khí sẽ dung nhập huyết dịch, dọc theo huyết mạch vận chuyển toàn thân, từ đó hình thành chu thiên tuần hoàn, làm dịu thân thể lớn mạnh bổn nguyên. Trong tinh huyết quyết còn có một môn tiểu thuật. Hóa huyết, cần tiêu hao tinh khí để thi triển. Môn tiểu thuật này rơi vào trên người địch nhân, chỉ cần trên người đối phương có bất kỳ vết thương nào, máu tươi sẽ từ trong đó không ngừng phun trào, không cách nào tự nhiên khép lại, cuối cùng máu cạn mà chết. Nhanh chóng dọn dẹp phòng bếp, hắn cầm một cái chén nhỏ cùng một con dao phay, nhanh chóng về tới phòng của mình. Trong phòng của hắn cũng không có đèn dầu, đây không phải là thứ mà một tiểu nhị thư phòng nho nhỏ của hắn có thể hưởng dụng. Lúc này, sắc trời hơi ẩm đạm, ánh chiều tà còn ở phương xa, miễn cưỡng xuyên qua cửa sổ giấy dán, còn có thể có một chút ánh sáng. Lý Thanh cởi áo, tranh thủ thời gian dùng dao phay cắt đứt ngón trỏ của mình nhỏ máu tươi toàn bộ rơi xuống trong bát nhỏ mười ngón tay liền tim ngón tay truyền đến đau đớn rất nhanh đã chứa đầy một nửa bát nhỏ đình chỉ tiếp tục nhỏ máu lý thanh lập tức bắt đầu ở trên người viết cải tiến huyết chú hắn lấy ra một cây bút lông cỡ nhỏ dính vào máu tươi bắt đầu múa bút thành văn ba nghìn chữ cho dù chỉ là chiếu theo ngọc bản trong đầu chép sách cũng phải tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực ba nghìn chữ ước chừng tốn hao hơn một canh giờ thời gian ngay cả máu cũng bắt đầu động lại hắn mới viết xong trên người chính diện đã không có bất kỳ khe hở nào vết thương mười ngón tay không ngừng phát ra đau đớn hắn phun ra một ngụm trọc khí thật sâu trên mặt hiện lên một tia kiên định bước cuối cùng rồi mất máu dưới tình huống như vậy còn muốn mượn ánh sáng nhạt ở trên người viết ba nghìn chữ tinh thần thể lực của hắn đều đã nhanh đến cực hạn hắn hơi ngồi ở trên giường của mình chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu dựa theo huyết chú thần bí trên ngọc bản trong đầu tụng niệm vô cực chân huyết lấy máu lót đường tinh nhập huyết mạch từng câu chú văn từ trong miệng của hắn tràn ngập mà ra thanh âm phi thường trầm thấp nhưng dị thường rõ ràng ở trong phòng ngủ của hắn chậm rãi quanh quẩn không biết qua bao lâu chú văn ba nghìn chữ được hắn tụng niệm xong chú văn máu tươi trên người phát ra hơi hồng quang giống như có sinh mệnh bắt đầu lan tràn trên người hắn. Toàn thân trên dưới mỗi một góc, đều bị kinh văn này bao phủ, nối thành một mảnh tựa như Internet. Nhìn kỹ lại, từ chữ thứ nhất bắt đầu đến chữ cuối cùng kết thúc, kinh văn tựa như một con rắn dài màu máu, bao phủ toàn thân hắn. Kinh văn tràn ngập trong cơ thể hắn, tự hồ thấm vào mạch máu của hắn, đau nhất không thể tưởng tượng tràn ngập toàn thân. Hai mắt lý thanh nhô ra, trong đó tất cả đều là huyết sắc, nhìn kỹ trên mạch máu tự hồ có thứ gì đó đang nhúc nhích quỷ dị, tự hồ là quan huy của văn tự huyết chú. Đau đớn khiến hắn ngay cả một tia thanh âm cũng không thể phát ra. Đang lúc thống khổ, ngoài cửa vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh. Cộc cộc cộc. Chương 3 Điên cùng một đao, chạy hùng hục. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 4 suy đoán nguy hiểm lập tức liền chạy bạn đang nghe tại truyện chấm audio bên ngoài phế tích bỗng nhiên vang lên tiếng cành cây bị giẫm gãy một mảnh tiếng bước chân dày đặc không ngừng vang lên lý thanh vừa mới đắm chìm trong tu luyện trong lòng hơi nhảy dựng một đạo thanh âm dồn dập mà vang lên mau bên kia đã xảy ra chuyện tất cả nhanh lên đừng làm rơi dây xích với tôi một giọng thô lỗ hét lên một đám người chạy như điên trong lòng lý thanh hiện lên một ý niệm người của nha môn lúc này vết thương sau lưng đã bước đầu khép lại hắn vội vàng cởi quần áo ra nhìn trên quần áo vết máu trên mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng nhanh chóng đem trên lưng cùng trên mặt vết máu toàn bộ lau khô cúi đầu nhìn làn da hơi trắng của mình khẽ nhíu mày không được quá nổi bật nhìn mặt đất tất cả đều là bùn đất cùng tro tàn không chút do dự quỳ rạp trên mặt đất tới tới lui lui lăn lộn ngắn ngủn vài phút thời gian hắn liền cùng cái thang đen đồng dạng làn da trên người rốt cuộc nhìn không thấy một điểm trắng nõn nhìn thân thể của mình một chút còn chưa đủ hắn đem quần áo của mình trải đều trên mặt đất nhanh chóng đem nó nhụn thành bẩn hề hề màu đen đối với bộ phận dính máu dùng sức xé một cái liền đem sau lưng quần áo xé ra một cái lỗ lớn cẩn thận kiểm tra quần áo một chút nhanh chóng đem nó khoác lên người cả người nhìn qua hoàn toàn biến thành ăn mày. Suy nghĩ một chút, hắn cởi khăn trùm đầu của mình xuống, đem tóc cũng làm cho loạn hỏng bét, hơn nữa dùng bùn đất bôi lên mặt trên mấy cái. Hắn lúc này, hoàn toàn biến thành bộ dáng ăn mày, mặc cho ai cũng sẽ không nhận ra. Mặc dù không biết nửa đường vết ra là ai, nhưng rất có thể có liên quan đến thế giới này. Hoa Nguyệt tiên sinh trên cơ bản hẳn là xong đời rồi. Hoa Nguyệt thư phòng chỉ sợ cũng sẽ bị lục soát. Dấu vết của ta khẳng định cũng sẽ bị sai dịch cẩn thận phát hiện. Bát máu ta tu luyện tinh huyết quyết còn chưa nhặt được, trên bút lông vẫn còn dính vết máu. Nếu như thế giới này chính phủ cũng biết tu luyện chi đạo, như vậy rất có thể sẽ hoài nghi ta là một người tu luyện. Tiếp theo, công pháp nguyên bản của tinh huyết quyết gọi là luyện huyết quyết. Công pháp nội dung nhìn liền không quá đứng đắn, cần vài loại sinh linh máu tươi, còn có thủ giới biến thành quái dị nguy hiểm hoa nguyệt tiên sinh không có thủ giới mới có thể biến thành bộ dáng kia như vậy nếu như ta là thế giới này chính thức biết được còn có người tu luyện loại này nguy hiểm pháp quyết như vậy nhất định sẽ tiến hành truy nã hoặc là chiêu an hoặc là xử tử loại người như ta chỉ sợ là trực tiếp xử tử một ngày này trôi qua ầm ầm sống dậy lý thành đã hoàn toàn đánh thức chính mình người hiện đại tư duy internet tri thức đại bùng nổ thời đại chỉ cần là cái bình thường người hiện đại, đối với các loại thần thoại cố sự tiểu thuyết, cổ đại tin tức, đều có tương đối trình độ nắm giữ. Phần lớn mọi người sẽ dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán sự tích cổ đại. Lực lượng hoàng quyền, lực lượng quan phủ, lực lượng sĩ thân nông thôn, Lý Thanh tuyệt đối không tin mình có thể có kết cục tốt. Kinh khủng nhất chính là, nơi này thương mại là siêu phạm thế giới. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Thanh hơi hiếp lại chỉ sợ tối nay không đi được sáng mai có cơ hội nhất định phải chuồn ra ngoài bất quá phải đổi địa phương khác ta một đường đi tới khả năng lưu lại vết máu nếu là người tinh thông truy tung nếu có lực lượng đặc biệt gì ta đây có thể chạy không thoát trong lòng vô cùng thấp thỏm lý thanh cắn răng hơi suy tư thanh thạch huyện còn có nơi nào có thể tránh né đây bỗng nhiên hắn linh quang chợt lóe nghĩ tới một chỗ tốt nếu thuận lợi nói không chừng tối nay có thể đi ra ngoài hắn nhanh chóng đi tới phía sau phế tích nơi đó là một con hẻm nhỏ ở đỉnh đầu hôn ám dưới ánh trăng lý thanh nhanh chóng hướng mục tiêu mà đi đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ hắn đi tới thành bắc huyện thanh thạch phía bắc thành phố có một con sông con sông này đi thẳng ra ngoài thành là nguồn nước chủ yếu của thành phố tuy nhiên con sông này bắt nguồn từ sông phổ xuyên qua bắc châu con sông này tên là thanh hà mặc dù xuyên qua toàn bộ huyện thanh thạch nhưng xuyên qua vị trí tường thành phía dưới có hàng rào sắt ngăn cản bất luận kẻ nào ra vào nhưng vương triều đại đường bây giờ trên cơ bản đã đến những năm cuối quân bị bỏ hoang tham quan ô lại hoành hành huyện thanh thạch nằm ở biên hoang cho tới bây giờ đều là trời cao hoàng đế xa nhưng bởi vì quan liêu sĩ thân rời xa trung tâm quyền lực toàn bộ huyện thanh thạch từ khi khai triều tới nay liền không có biến hóa gì quá lớn ngược lại hình thành một loại kết cấu vững chắc. Nhưng quân phí của huyện Thanh Thạch vẫn là từ vương triều đại đường phân bổ mà xuống, tuy rằng mấy năm gần đây đã càng ngày càng ít. Trên ăn dưới ông, chân chính lưu lại quân bị cùng binh lính đã ít lại càng ít. Điều này khiến cho các loại vũ khí trang bị của huyện Thanh Thạch đều vô cùng cũ kỹ. Kể cả hàng rào sắt của đường sông trong thành cũng đã lâu năm không tu sửa. Rất nhiều buôn lậu trong thành phố đều là từ nơi đó ra vào. Đây đã là bí mật công khai của một số phần tử ban phái trong thành và hạ cửu lưu. Lý Thanh cũng là ngẫu nhiên một lần cơ hội, ở bên cạnh trà lâu nghe được tình báo. Lúc này, hắn đã đi tới bờ sông, đen như mực trong sông, chỉ có thể nghe được ào ào thanh âm, nhìn không tới bất kỳ vật gì. Hắn dọc theo bờ sông nhanh chóng hướng về lối ra mà đi. Lại là một khắc đồng hồ sau, hắn đi tới gần tường thành vị trí. Vị trí của hắn là một con đường nhỏ bên bờ sông, bên phải là một dãy nhà cũ kỹ, đến vị trí tường thành ước chừng năm trượng. Khu vực này cái gì cũng không có, vì phòng ngừa thời kỳ chiến tranh nội gián từ trong thành đánh lén binh lính đóng quân, chuyên môn thiết lập khu vực trống không. Tường thành thị trấn đại khái cao 3 mét, phía trên cứ cách 3 mét sẽ có một ngọn đuốc, có thể chiếu sáng khu vực trong ngoài. Nơi này không thể đi qua, phải xuống nước. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh lặng lẽ bò xuống bờ sông hai tay dùng sức móc lấy bờ sông, chậm rãi buông thân thể xuống. Anh ta cao khoảng 6 feet, cộng thêm cánh tay có thể dài 8 feet, phần chân đã tiếp xúc với nước sông. Hít một hơi thật sâu, hai tay buông lỏng, trong nháy mắt rơi vào trong nước sông. Nước sông lạnh lẽo thấu xương, Lý Thanh không khỏi rùng mình một cái. Hắn vung hai tay, từ trong nước nổi lên. Nước trong sông cũng không chảy xiết, hắn rất dễ dàng nổi lên, hai tay bắt được khe hở bên bờ, từng chút từng chút di động về phía trước. Rất nhanh hắn liền đi tới dưới tường thành lối ra, nơi này có sắt thép hàng rào. Nhưng Lý Thanh biết, phía dưới hàng rào sắt này có một cái lỗ ăn mòn đi ra. Ngay khi hắn định lặn xuống nước, bên bờ bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lý Thanh trong lòng nghiêm nghị, hít sâu một hơi, trong nháy mắt lặn xuống nước. Đáy nước một mảnh đen kịt, bên bờ sáng lên liên tiếp ánh lửa. Dấu vết đến đây liền đứt nhất định là xuống nước, lập tức đi xuống lục soát cho ta. Một thanh âm bén nhọn vang lên, tràn ngập khí tức lạnh lẽo âm trầm. Chương 5 Chạy trốn bằng đường thủy thoát thân, trong mưa tiếng chuông. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 6 Vạn loại mù sương cạnh tự do. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong mưa to, tần suất tiếng chuông vang lên đang tăng nhanh, một đạo thân ảnh từ trong mưa đi ra, hướng về phía nham thạch khe núi nhô lên này đi tới. Lý Thanh hô hấp dừng lại, vốn là ở trong mưa rét trung thân thể, càng là khẽ rung lên. Một loại sợ hãi khó hiểu, đang dần lên từ đáy lòng. Đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây nha. Trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt Lý Thanh phiêu hốt, chỉ là khóe mắt thỉnh thoảng đảo qua thân ảnh đi tới trong mưa. Một lão đầu tóc hoa râm, mặc một thân áo bào màu xanh, bên hông treo một cái chuông nhỏ màu vàng. Lúc này, hắn đã xuyên qua mưa to, đi tới hẻm núi này lõm xuống vách núi, nhô lên nham thạch che đậy chỗ. Đứng ở bên cạnh Lý Thanh cách đó không xa. Lý Thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tùy thời làm tốt chuẩn bị nhảy vào trong mưa to. Chỉ là dùng dư quan chú ý đối phương thân ảnh, có bất kỳ hành vi, hắn liền muốn trước tiên chạy. Không khí tự hồ vô cùng nặng nề, cho dù nước mưa dập tắt nóng bức của mùa hè, cũng không có biện pháp phá vỡ loại nặng nề kỳ quái này. Trên người lão đầu tóc bạc này không có một giọt nước, ngay cả giày dưới chân cũng không có dính bất kỳ bùn đất nào, tóc bạc thẳng tắp, mặt đầy râu trắng, rất có một loại khí chất tiên phong đạo cốt. Chỉ là dư quan hơi đảo qua, Lý Thanh đã xếp đối phương vào nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mưa lớn như vậy, cả người một giọt nước cũng không dính, thấy thế nào cũng có vấn đề. Thời gian đảo mắt qua đi một hồi lâu, tựa hồ là nỉ non nhỏ nhẹ. Mưa này sẽ chết không ít người. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng nhất thời cảnh giác, một câu cũng không nói, phản phất không nghe thấy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn, lão nhân này thoạt nhìn rất kỳ quái. Khi tới cửa, ứng hay là không ứng đây? Thanh âm trầm thấp lại vang lên, lão giả tựa hồ đang tự hỏi, lại tựa hồ đang hỏi Lý Thanh trái tim Lý Thanh đập thình thịch, trong lòng đã mắng mở. Mết, ngươi có nên hay không liên quan gì đến ta, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta. Đại lão, ta chơi không nổi. Lý Thanh vẫn im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhìn chấp mũi, giống như phía trên có một đóa hoa. Tự hồ nhận ra Lý Thanh không muốn nói chuyện, lão giả cũng không mở miệng nữa. Chỉ là ánh mắt của hắn lặng lặng nhìn chằm chằm bầu trời, trong ánh mắt tựa hồ lóe ra một ít quan mang quỷ dị. Không biết qua bao lâu, nước mưa không ngừng chút nào, Lý Thanh cũng đã nhận ra được không bình thường. Mưa lớn như vậy, bình thường đều là mưa rào sấm chớp, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài nửa canh giờ. Hiện tại đã dằn có ít nhất hai canh giờ. Mưa vẫn không ngừng, thậm chí còn có dấu hiệu lớn hơn. Lý Thanh trong lòng càng ngày càng lo lắng, hắn cảm giác đây chỉ sợ là cái phiền toái lớn chẳng lẽ mưa này cùng lão nhân này có quan hệ khi tới cửa chẳng lẽ có người tìm hắn gây phiền toái nói cách khác nếu như hắn đi giải quyết có khả năng này mưa liền ngừng nghĩ đến hai câu lão đầu vừa nói trong lòng lý thanh càng thêm lo lắng một loại nguy cơ khó hiểu bao phủ trong lòng hắn luôn cảm giác cứ tiếp tục như vậy sẽ gây phiền toái lớn cho ông trời mết khắc hệ thế giới tu tiên chuyện gì cũng khó hiểu như vậy nghĩ tới đây thở ra một ngụm trọc khí lão nhân này đột nhiên xuất hiện tìm ai không tốt thì tìm ta có lẽ anh ấy cần tôi giúp anh ấy đưa ra quyết định gì đó hay là hắn cần một người đến giúp hắn quyết định trong đầu cấp tốc tự hỏi lý thanh ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi thử một lần nếu thật sự có vấn đề lập tức chạy trốn nhìn bầu trời càng ngày càng đen lý thanh yên lặng nuốt một ngụm nước miếng khụ khụ trời mưa to quá. Trên mặt Lý Thanh cười khang hai tiếng, nhìn lão đầu tóc bạc nói. Lão đầu tóc bạc chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, đó là một đôi mắt không có bất kỳ tình cảm nào. Còn có thể xuống lớn hơn nữa. Đôi mắt đó không có cảm xúc, như thể anh đang đối mặt với một cỗ máy tàn nhẫn hơn là một con người. Lý Thanh trong lòng lạnh qua lạnh qua, tiếp theo nói tiếp, lão trượng làm sao biết, này mưa hội càng rơi càng lớn. Lão đầu tóc bạc nhìn bầu trời, hỏi ngươi một vấn đề. Lão đầu cũng không có chính diện trả lời Lý Thanh, Lý Thanh cũng là trong lòng buông lỏng. Trò chơi thịt tới rồi. Lão trưởng muốn hỏi cái gì, Lý Thanh cẩn thận trả lời. Nếu như nhà ngươi có đồ vật, đối với ngươi vô dụng, nhưng là đối với hậu bối của ngươi hữu dụng. Có người đến nhà ngươi đòi vật này, đối phương thực lực hùng hậu, đấu ngươi không nhất định có thể thắng. Anh sẽ làm gì? lý thanh nghe nói như thế trong lòng khẽ động hắn đã đại khái hiểu được lão nhân này muốn hỏi cái gì hơi suy tư nhưng có ba lựa chọn loại lựa chọn thứ nhất nếu như tự hỏi đấu không lại vậy thì đem đồ vật giao ra ngoài về phần hậu duệ con cháu vậy chỉ bằng vận khí của chính hắn cái gọi là con cháu tự có phúc của con cháu sao bất quá đây cũng chỉ là trưởng bối vô năng treo ra một tấm vải che mặt mà thôi loại lựa chọn thứ hai đánh ngang tay vừa bảo vệ đồ vật cũng bảo vệ tương lai hậu bối đồng thời cũng bức bách đối phương thối lui nhưng nếu đối phương thật sự muốn sẽ trăm phương ngàn kế tìm phiền toái bảo vệ được nhất thời không bảo vệ được cả đời phải xem con cháu đời sau có thể trưởng thành trước một kích trí mạng của người khác hay không có thể trưởng thành tự nhiên không sợ hãi trưởng thành không được vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo vạn kiếp bất phục lựa chọn thứ ba trực tiếp đánh bại đối phương chém tận dết tuyệt không chừa một ai. Tuy nói bệnh nhân nước ngoài vô địch quốc vĩnh vong, nhưng dù nát thế nào, đồ đạc cũng ở trong tay mình, không có địch nhân, ít nhất con cháu không lo. Tất cả lựa chọn, kỳ thật đều ở trên người trưởng bối. Xem trưởng bối của hắn có tự mình hiểu lấy hay không, lý trí tuyệt đối mới có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bất quá, bởi vì cái gọi là từng bước lui, cuối cùng cũng có lúc lui không thể lui. Hôm nay coi trọng chính là bảo vật, ngày mai nói không chừng coi trọng chính là mạng cả nhà. Dù sao tham niệm là vô cùng, chỉ cần trên người còn có hấp dẫn người khác, liền trốn không thoát tham lam hạng người truy đuổi. Bất quá vạn loại xương thiên lại tự do mà thôi. Nghe Lý Thanh thản nhiên nói, bạch phát lão giả ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia thần quan, cả người khí thế ầm ầm biến đổi. Hay cho một vạn loài xương thiên cạnh tự do, vạn cổ tới nay, bất quá chỉ là một chữ tranh. Tiểu hữu nói một câu, thật là làm cho người ta hiểu ra. Gặp lại tức là hữu duyên, vật này liền tặng cho ngươi. Nói xong, trong tay lão già áo xanh xuất hiện một khối ngọc bài màu xanh, tiện tay ném cho hắn. Lý Thanh lúng cuốn tay chân, hai tay tiếp được ngọc bài, mà lão đầu tóc bạc một bước bước ra, biến mất ở trong mưa. Trong nháy mắt trời hôn đất tối, toàn bộ thế giới đều bao phủ trong mây đen vô hạn. Âm âm. Lôi quang khủng bố lóe lên trên bầu trời, mơ hồ có hai thân ảnh khổng lồ đang quay cuồng. Lý Thanh Nương theo lôi quan thiểm điện, mơ hồ thấy được thân ảnh khổng lồ lóe lên trên bầu trời. Chết tiệt, đó là trồng sao. Thế giới này có trồng sao? Chương 7 Đói bụng, đạo hữu cứu mạng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 8 Ai là con mồi, giao lòng nhiếp phách bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Thanh nghe được thanh âm hoảng sợ, lập tức nhìn xuống phía dưới. Trong mơ hồ, tự hồ có một đạo thân ảnh, nhưng hắn không thể xác định đó là cái gì. Thậm chí hắn cũng không định trả lời. Khắc hệ thế giới, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Lý Thanh cố gắng nhìn, nhưng vẫn không nói lời nào. Người phía dưới không tự chủ được lông mày, sao không nói lời nào? Tầm mắt của hắn trong bóng tối, phương viên 10 mét bóng tối đều rõ ràng vô cùng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Thanh. Thấy đối phương chỉ nhìn, vẻ mặt mơ hồ, trong lòng nhất thời khẽ động. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy ta? Xem ra là một tên vừa mới tu luyện luyện huyết quyết. Nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì giải quyết tốt hơn. Hắn từ trong ngực sờ soạn một phen, móc ra một viên châu Viên châu này từ một cái màu đen trong túi lấy ra, nhất thời tản ra mông lung màu trắng quang huy, chiếu sáng phương viên mấy mét khu vực. "Đạo hữu, ta hiện tại thân bị trọng thương, ta cần trợ giúp. Nếu đạo hữu có thể ra tay, Dạ Minh châu này coi như làm lễ tạ ơn." Nương theo Dạ Minh châu xuất hiện, Lý Thanh thấy được quang mang trên mặt đất đang có một đạo thân ảnh tựa vào hắn chỗ ở trên cây đại thụ này. Đối phương ở trong quang mang có vẻ thập phần thê thảm, trước ngực phá cái lỗ lớn, có thể nhìn thấy xương trắng. Trong lòng nhất thời cả kinh, thảm như vậy còn có thể sống. Tên này tuyệt đối rất lợi hại. Cảnh giác trong lòng lại dâng lên, vẻ mặt cẩn thận nhìn hắn, một câu cũng không nói. Trong ánh hào quang, người này có một khuôn mặt trâu quai nón lớn, nhìn qua nhiều nhất hơn 30 tuổi, làn da có chút trắng bệt, khuôn mặt càng trắng bệt, hốc mắt hãm sâu, tựa như ma lao phổi. Đặc biệt là môi của hắn, Râu quai nón tuy che giấu, nhìn qua tựa hồ thập phần đỏ tươi. Râu quai nón quái dị, mặc dù ở trong dạ Minh Châu triển lộ thân hình, nhưng Lý Thanh lại càng thêm cảnh giác. Lý Thanh bỗng nhiên nói, ngươi. Ngươi muốn ta cứu ngươi như thế nào? Lúc này, trên mặt Lý Thanh tất cả đều là do dự cùng một tia khiếp đảm. Phía dưới râu quai nón trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng là cười như hoa. Ngươi xuống đây, trong lòng ta có thuốc ngươi giúp ta bôi lên vết thương. Trên lưng ta còn có một vết thương đủ để trí mạng. Tôi không thể tự bôi lên đó được. Ngươi tu luyện Luyện Huyết Quyết, ta cũng tu luyện môn công pháp này, chúng ta tự nhiên chính là đồng minh. Ta biết nơi nào có công pháp tiếp theo của Luyện Huyết Quyết. Chờ thương thế của ta ngừng lại, chúng ta có thể cùng đi, dọc theo đường đi cũng có chiếu ứng. Nhìn dáng vẻ của anh còn chưa ăn cơm, trong ba lô của tôi còn có chút lương khô râu quai no nờ dãy dụa, cởi bỏ một cái bao trên người mình. Cố hết sức đem nó mở ra, lộ ra bên trong mấy cái bánh nướng cùng một khối thịt bò. Đạo hữu, xin ngươi giúp một việc, giúp huynh đệ một tay. Lúc này râu quai nón, vẻ mặt thành khẩn nhìn Lý Thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu. Nhưng hắn nào biết được, khi chính mình nói ra luyện huyết quyết thời điểm. Lý Thanh cũng đã đem hắn hoàn toàn quy vào hàng ngũ địch nhân. Kết cục của Hoa Nguyệt Tiên Sinh hắn cũng sẽ không quên. Lại nhìn thấy thịt bò trong ba lô của hắn, càng là vong hồn đều bốc lên. Hắn cũng sẽ không quên biến dị Hoa Nguyệt Tiên Sinh, chính mình thiếu chút nữa liền thành đối phương trong miệng ăn. Người này bị thương nặng như vậy, không chừng lúc nào cũng có thể biến dị. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, trước khi hắn còn chưa biến dị, tiên hạ thủ vi cương. Lý Thanh ánh mắt nhìn bao bọc bên trong thịt bò cùng bánh nướng làm cho hắn không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, nhìn qua thập phần đói khát. Râu quai nóng phía dưới, trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng khó hiểu. Tên này nhất định là ngẫu nhiên tu luyện công pháp, đối với tu hành nhất đạo hẳn là hoàn toàn không hiểu. Xem bộ dáng của hắn còn chưa có phát sinh dị hóa, hẳn là luyện thành không bao lâu, cũng chưa từng ăn mặn. Đại khái là con nhà nghèo, ha ha. Bất quá chỉ cần ngươi luyện luyện huyết quyết, ngươi chính là thuốc bổ tốt nhất của ta. Tự hồ nghĩ tới cái gì, hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, trong bụng truyền đến đói khát cảm giác. Lý Thanh do dự một lát, trên mặt lóe ra do dự. Râu quai nón phía dưới cảm giác mình còn muốn thêm một mồi lửa, vội vàng cao giọng nói. Huynh đệ, ngươi tốt nhất nhanh lên, ta bị người đã thương, người nọ còn đang đuổi theo ta. Nói không chừng một lát nữa sẽ đuổi kịp. Ngươi cũng tu luyện luyện huyết quyết, hắn cũng sẽ để mắt tới ngươi. Ta phải mau chóng khôi phục, mới có thể mang theo ngươi rời đi. Lý Thanh nghe nói như thế, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng. Cái gì? Còn có người đuổi theo ngươi? Ngươi đã thương ngươi? Vậy làm sao bây giờ? Mau xuống giúp ta trị liệu, ta có thể mang ngươi chạy trốn. Lời nói của trâu quai no nờ lừa gạt, cả người tự hồ hơi có chút kích động, thanh âm của hắn tự hồ đều trở nên có chút khàn khàn cùng quái dị. Sau lưng hắn hơi nhô lên, nhìn qua giống như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Chính hắn hoàn toàn không có phát hiện, Lý Thanh Đồng tử hơi co rụt lại, thấy được đối phương biến hóa. Vẻ kinh hoảng trên mặt trở nên nặng nề hơn, cũng không biết là biểu diễn hay là thật. Hắn vội vàng nói, "Ta, ta lập tức xuống ngay." Lý Thanh bề ngoài cũng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi râu quai nón nhìn Lý Thanh đang từ trên cây leo xuống, khóe miệng không tự chủ được hé ra nụ cười. Quả nhiên là không có kinh nghiệm, dỗ dành một chút, hù dọa một chút, liền hoảng hốt. Ha ha! Lý Thanh lúc này đang từ một mặt khác của đại thụ bò xuống, ánh mắt râu quai nón gắt gao nhìn chầm chầm nơi đó. Thân hình hơi run rẩy, hắn đang tụ lực, chỉ cần Lý Thanh vừa rơi xuống đất, hắn sẽ nhào tới. Thôn vệ hắn hầu như không còn, trị liệu thương tổn của mình. Ngay khi Lý Thanh đi được một nửa, hắn bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Không tốt, tôi bị kẹt rồi, tôi không xuống được. Râu quai no nờ nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha ha. Để tôi giúp cậu, đừng nhúc nhích. Râu quai nón vội vàng dãy dù bò dậy, đôi môi khô nứt, đầu lưỡi đỏ tươi hơi liếm, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là ánh sáng khát máu từ bên trái đại thụ vòng qua sau lưng khi hắn đi tới sau lưng quang mang màu trắng chiếu rọi một đạo nhân ảnh đối phương ghé vào trên thân cây tay phải cầm một lệnh bài lúc này đang nhìn hắn trong lệnh bài tràn ngập thanh quang một con dao lông màu xanh hư ảo lao ra chợt lóe lên liền đánh về phía râu quai nón râu quai no nờ sắc mặt kinh hãi hắn lập tức biết mình trúng kế nơi nào là cái gì cừu nhỏ rõ ràng là khoác da dê sói. Toàn thân huyết quan quan đại phóng ra, một mảnh hồng quan từ sông quyền của hắn đánh tới dao lông ảo ảnh màu xanh. Mau! Dao lông màu xanh phát ra một tiếng gầm như trâu như rồng, râu quai nón đang muốn vung ra nắm đấm, vẻ mặt nhất thời trở nên mê mang, cả người đều dừng động tác. Thanh sắc dao lông chợt lóe nhào tới trên người của hắn, một thân ảnh hư ảo bị dao lông từ trên người đối phương kéo ra. À, chuyện gì xảy ra? Đau quá. Đau quá. Chương 9 Tự mang dung hợp, thiên địa nhân huyết chú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Giang hồ lão thủ, thử trượt quái thanh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Thanh không khỏi nhìn về phía sau. Một mảnh bụi mù từ phía sau mà đến, hai lá cờ dựng ở phía trước nhất thiên hạ tiêu cục thông hành thiên hạ thấy một màn như vậy lý thanh trong lòng vui vẻ đi tiêu lát nữa có thể đi theo bọn họ có lẽ có thể tiện thể dẫn đường mua chút lương khô lý thanh bước hai chân mệt mỏi rất nhanh đi tới trạm dịch vị trí liếc mắt nhìn lại trong dịch trạm không ít người ít nhất có năm sáu người chia làm hai bàn một bàn là ba tráng hán nhìn qua khổng võ hữu lực một bàn là một đôi thanh niên nam nữ, trên bàn đặt bảo kiếm vào vỏ, vừa nhìn chính là luyện gia tử hành tẩu giang hồ. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp động lòng người, tuổi ước chừng hơn 20, tự hồ là một đôi sư huynh muội. Ngoại trừ năm người này, còn có một tiểu nhị thanh niên và một trưởng quỷ trung niên. Lý Thanh trong đầu chuyển động, nhìn qua không giống một đám, hẳn là không có gì nguy hiểm. Đang muốn đi vào, tiểu nhị kia đã quát, ngươi làm gì khất cái không được đi vào đứng sang một bên tiểu nhị đã đen mặt đuổi người lý thanh hơi sững sờ lúc này mới nhớ tới chính mình một thân rách nát cũng không giống có tiền người người khác xua đuổi hắn là bình thường anh giơ tay nói chậm lại em xem đây là cái gì nói xong trong tay của hắn đã lấy ra một khối bạc vụn ít nhất có một tiền bạc đáng giá một trăm văn tiền tiểu nhị vừa nhìn biểu tình trên mặt lập tức không kiên nhẫn trở nên một mảnh cung kính ơ ờ, khách quan ngượng ngùng tiểu nhân miệng tiện không biết chân phật mời vào trong lý thanh tiện tay ném bạc cho hắn lấy mấy món ngon bình nước mang lên cho ta chỗ ngươi có quần áo cũ hay không ta mua một bộ một đồng bạc là đủ rồi chứ đủ rồi còn thừa phần còn lại thưởng cho anh mau đi làm cho em tiểu nhị vội vàng gật gật đầu dẫn đường cho hắn ngồi ở một vị trí trong góc rất nhanh liền cho hắn thượng một bình thô trà chất đầy khuôn mặt tươi cười nói ra khách quan thỉnh chậm dùng lý thanh gật gật đầu tùy ý phất phất tay được rồi rót một bình nước trà lên nước trà màu vàng vẫn mát lạnh tuy rằng không có mùi trà gì nhưng giải khát đã đủ rồi bất quá lý thanh cũng không có uống làm người xuyên việt hắn xem qua quá nhiều chuyện xưa rất nhiều hắc điếm chuyên môn đánh cướp người qua đường. Hắn đang cẩn thận quan sát mặt khác hai bàn người, đồng thời cũng đang chờ bên ngoài tiêu cục. Âm âm âm. Tiếng bánh xe nghiền nát mặt đất vang lên, một đội xe ngựa đã đi tới bên ngoài. Lý Thanh nhìn kỹ, đội nhân mã này có ít nhất 10 người, tất cả đều là tiểu tử thân thể cường tráng. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên nhìn qua khoảng 40 tuổi, thân cao ít nhất 7 thước, cơ bắp cường tráng toàn thân mắt thường có thể thấy được, trong tay cầm một thanh đao ngũ hổ đoạn môn, hàm dưới mọc trâu dê, đôi mắt lóe ra quan mang không khéo. Nam tử trung niên mang theo hai thủ hạ đi vào, thanh âm vang dội nói. Tiểu nhị, 50 cái bánh bao, hai cân thịt kho, một chậu trà lạnh. Tiểu nhị vừa nghe lời này, đã vội vàng nên đón, khách quan mời ngồi. Tiêu đầu cùng hai thủ hạ ngồi xuống, thanh niên nam nữ cùng ba cái cường tráng khách nhân ánh mắt đều nhìn về phía tiêu sư trạm dịch bỗng nhiên trở nên có chút an tĩnh tiểu nhị đã bưng tới nước trà đặt ở tiêu sư mặt bàn tiêu sư rót nước trà lên cũng không có uống mà là lấy ra một quả ngân châm cắm vào trong nước trà đồng thời ngân châm còn vòng quanh chén trà một vòng sau khi làm xong ánh mắt của hắn nhìn về phía từng người bên cạnh đối phương từ trong ống tay áo lại lấy ra một cái lồng chuột to bằng bàn tay bên trong có một con chuột nhỏ hắn đem nước trà đặt tới trước mặt con chuột nhỏ con chuột nhỏ vội vàng đi tới thò đầu lưỡi ra uống nước trà một bên lý thanh nhìn một màn này nhất thời trừng to hai mắt ta kháo đây là sinh vật thử độc không hổ là đi khắp thiên hạ cẩn thận một chút trâu bò lý thanh không khỏi tán thưởng sau này ta cũng phải cẩn thận đại khái đi qua một lát tiểu nhị mang theo một cái hộp thức ăn đi ra nhanh chóng đi tới lý thanh mặt bàn cho hắn mang lên ba đĩa đồ ăn một đĩa rau xanh xào, một đĩa thịt kho, một chén canh rau, một chén cơm trắng, tự hồ chính là đồ ăn tốt nhất của trạm dịch này. Và những chiếc bình chứa đầy nước sạch. Nhìn nhìn đồ ăn trước mặt, trong lòng tuy rằng thất vọng, Lý Thanh cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao loại thâm sơn cùng cốc này, có loại đồ ăn này đã không tệ rồi. Bất quá Lý Thanh cũng không động đũa, hắn chỉ lặng lặng chờ đợi. Hai bàn đối diện, tiểu nhị cũng đang mang thức ăn lên cho bọn họ thanh niên nam nữ tự hồ cũng dùng ngân châm thử độc, ba nam tử cường tráng đồng dạng như thế. Mỗi người đều có kinh nghiệm phong phú, so sánh ra, Lý Thanh ngược lại rất kỳ quái. Lúc này tiểu nhị lặng lẽ đi tới, lấy ra một bộ quần áo màu xám. Vị khách quan này, chỗ tôi có một bộ quần áo cũ, ngài xem có thích hợp không? Lý Thanh tiếp nhận quần áo, quần áo này giặt rất sạch sẽ, tuy rằng rất cũ kỹ, nhưng cũng không tổn hại, có thể che thân mỉm cười gật đầu, không sai, cảm ơn. Nghe được Lý Thanh nói cảm ơn, trên mặt tiểu nhị lộ ra vẻ tươi cười. Không cảm ơn. Tư lưu. Một cổ âm thanh trầm thấp, hút nước miếng vang lên, trong lòng Lý Thanh lại cả kinh. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu nhị, tiểu nhị trên mặt treo nụ cười, trong mắt tất cả đều là nịnh nọt, nhưng Lý Thanh tổng cảm giác nụ cười của hắn có điểm không đúng. Khách quan, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Thanh lắc đầu, không có việc gì. Tiểu nhị vội vàng cười đi về phía hậu sảnh, mà trong lòng Lý Thanh lại càng bất an. Vừa rồi hắn rõ ràng nghe được tiếng nước bọt, tự như có cái gì đó chảy ra nước bọt, lại đem nó hút trở về âm thanh. Loại thanh âm này, phi thường giống mỹ vị ở trước mắt, cảm giác nhìn không được. Để cho trong lòng hắn có một loại sẩn gai ốc, không tự chủ được ánh mắt nhìn trái nhìn phải. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trưởng quầy, đối phương đang ở phía sau quầy gãy bàn tính, cầm trong tay một cây bút lông, tựa hồ đang viết cái gì đó. Từ đầu tới cuối, trưởng quỷ này tựa hồ cũng không ngẩng đầu lên. Cẩn thận quan sát, Lý Thanh bỗng nhiên sởn gai ốc, hắn nhìn thấy trên cổ trưởng quỷ kia giống như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, đó hình như là một con giòi bọ trắng trẻo mập mạp. Lăn lộn rơi xuống mặt bàn phía sau quầy. Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên trán, lý thanh soạt một cái đứng lên mẹ nó ta đây là gặp quỷ sao xui xẻo như vậy sao lại gặp phải loại chuyện quái dị này lý thanh sắc mặt biến hóa bất định chẳng lẽ thật tự như một ít trong tiểu thuyết nói như vậy nắm giữ lực lượng thần bí sẽ không ngừng hấp dẫn thần bí cái này cũng quá khoa trương đi nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên vỗ bàn nguy rồi đồ của tôi rất rồi một tay cầm lấy túi nước cùng quần áo liền hướng ra bên ngoài đi đến trên mặt của hắn vẻ mặt nôn nóng tựa hồ thật sự đánh mất thứ gì giống nhau